chào quý vị và các bạn. Không nằm ngoài dự đoán, đêm qua không khí lạnh đã tràn về các tỉnh khu vực Bắc Bộ, gây mưa và mưa rào ở hầu hết các nơi thuộc phần phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Đến sáng sớm nay thì không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đã giảm mạnh và trời chuyển rét. Còn ở phía Nam, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời tiếp tục có nắng và nền nhiệt còn cao. Đặc biệt là tại Bắc Biển Hồ của Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn lan rộng khoảng 400 hecta rừng do nhiều ngày nắng nóng cùng độ ẩm duy trì ở mức thấp. Vào 13 giờ trưa nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở trên vùng biển Sulu của Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 cho đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ trưa mai, vị trí tâm bão sẽ ở cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới thì từ đêm nay, vùng biển phía đông nam của quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, kèm mưa rào và dông mạnh, biển động mạnh. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khối không khí lạnh còn giữ cường độ ổn định trong đêm nay, sau đó di chuyển sang phía đông và suy yếu. Do vậy, nền nhiệt đêm nay ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục ở mức thấp, phổ biến từ 13 đến 16 độ. Một số vùng núi cao như là tại Sapa hay Mẫu Sơn trời rét buốt. Vào nửa đêm và sáng, mưa nhỏ xuất hiện ở vùng đồng bằng, ven biển và một số nơi ở khu vực miền núi. Sang ngày mai, trời tiếp tục rét, ngay cả thời điểm giữa trưa thì nhiệt độ vẫn không vượt quá 19 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ như là tại Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, ban ngày nhiệt độ lên đến 24-25 độ. Với các tỉnh từ khu vực Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tuy nền nhiệt không thấp như khu vực phía Bắc, nhưng thời tiết khá ẩm ướt. Ở các tỉnh phía Bắc thì trời rét với mức nhiệt từ 15 cho đến 21 độ. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây hơn, có mưa ở một vài nơi và nhiệt độ giảm nhẹ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên phạm vi cả nước là các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến khu vực Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trời vẫn còn nắng và nền nhiệt khá cao. Tuy nhiên thì nắng nóng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang có chiều hướng giảm dần. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 10 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa rào, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!